Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi lại chia sẻ với các bạn một video về thế giới tâm linh, 7 mẹo tâm linh tránh ma khi phải qua đêm ở nơi lạ. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng phải ngủ qua đêm tại các nhà nghỉ, khách sạn. Hãy cẩn thận bởi nơi đây có thể là nơi trú ngụ của hồn ma. Những mẹo tâm linh tránh ma sau đây sẽ giúp bạn. 1. Cách tránh ma hiệu quả là trước khi bước vào phòng hãy bấm chuông và gõ lên cửa, đồng thời nói thầm: xin lỗi, xin phép hoặc xin lỗi đã làm phiền, như lời vơ trước nếu có hồn ma nào đó. 2. Sau khi xin phép hãy thận trọng tiến vào, tránh cửa chính vì đó là lối mà vong ra, đi men theo mấy phòng, khi thấy phòng bắt đầu có hơi ấm thì đóng cửa lại. 3. Theo tâm linh, khi đi ngủ nên đặt dép một chiếc úp một chiếc ngửa với hàm ý xin đừng làm phiền thì vong sẽ tự động rời phòng. 4. Để một chút muối sống, một cốc nước lạnh cạnh giường để xua đuổi vong nếu trong phòng có. Muối có tác dụng đuổi tà rất mạnh. 5. Tránh mặc áo đỏ, đen khi đi ngủ nên mặc áo vàng vì màu vàng giúp xua đuổi tà ma. 6. Nếu giường trong phòng đối diện với gương, cửa kính thì nên xoay lại sao cho tránh đi hoặc dùng vải, chăn che gương lại vì ma thường xuất hiện ở những nơi phản chiếu như vậy. 7. Không nên để phòng ngủ quá ngăn nắp, bừa bộn một chút thì tốt hơn. Nếu đi một người mà có hai giường thì nên để đồ lên giường còn lại, phòng trường hợp có vong muốn ngủ trên chiếc giường đó. Nếu trong phòng có ghế thì nên để đồ lên ghế, phòng trường hợp có ai đó muốn nhìn bạn ngủ. Tất nhiên, nhiều người không tin vào chuyện ma quỷ hoặc cho rằng mình cứng vía nên không chú trọng lắm đến các mẹo tâm linh đuổi ma. Vì đó là những điều được lưu truyền trong dân gian, chưa có khoa học kiểm chứng và tính đúng đắn của nó. Các bạn chỉ nên dùng để tham khảo. Tuy nhiên, với người nữ yếu bóng vía hoặc đang ốm bệnh thì có thể chú ý một chút, có thờ có thiêng, không có gì là thừa cả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.